hiểu mới đái ra bên đường thì à, chiều nay uống nước của em về lại đái cho Vin. Về là được không? Thế thì khả năng cho cơ. Chào mời các anh nhá. Mời mọi người. Kiến thế nào? Ăn ngon rất thịt. Anh ạ. Ngon. Ừ rồi. Thơm cực kỳ mềm. Anh em xóm mình là vậy đấy, cứ cuối tuần đường đường hay làm cái món này. Mấy cái món được. Này thứ bảy máu chảy về tim. Đấy, hôm nay là chiều thứ bảy, lại là cuối tuần mọi người ơi. Xong Tây Nguyên mình thì cứ buổi chiều lại mưa. Ờ, vào mùa mưa rồi. Cứ chiều tới lại bây giờ lại mưa. Hiện tại thì mới có khoảng 3 giờ tíu thôi, nhưng mà trời bắt đầu mưa rồi các bạn ạ. Ờ, hôm nay cuối tuần các bạn ơi. Ờ, anh Cường lại vừa mới được về, anh em lại thiết kế ít chân dê để anh em lại làm lại cái món món gì anh Cường nhỉ? Dê hầm thuốc bắc. Dê hầm thuốc bắc. Cái món này là món sở trường của anh Cường nhá. Cái món này anh Cường làm ngon lắm. Món này là bổ dương. Bổ dương, bổ dương. Đàn ông là cái tình trạng mà làm tí dê. Hôm nay thì không có hộp số, anh em làm cái món chân đuôi thôi. Đấy, các bạn thấy không? Bao nhiêu con được cái đuôi này? 1, 2, 3, ui dồi. Chừng này là cái chục con dê đấy, nhê. Cứ một con dê một cái đuôi mà. À, lấy bên anh Thủy về thì anh đã thui rồi, nhưng mà anh em vẫn thui lại nhá. Thui lại cho nó thơm. Là con dê ngon nhất là cái chân đuôi đấy. Ờ, thỉnh thoảng đàn ông mình á, kể cả người già nên ăn những cái chân đuôi của con bò này, con dê này. Ờ, để nó tạo thêm khớp nhờn cho các cái cối các bạn, rất là tốt luôn. Khi mình ninh ra là được cái chân nhờn đấy, để tạo cho các khớp gối tuyệt vời luôn các bạn nha. Hôm nay thì Sương Sương làm món chân dê, và lát này sẽ có một cái món đặc biệt nữa. Các bạn cứ theo dõi video của Hiếu với anh Cường hôm nay làm sẽ biết được những món nào các bạn nha. Lát nữa sẽ có một cái món đặc biệt mà đúng là đặc sản của Tây Nguyên anh nhỉ. Ờ, đúng đặc sản của Tây Nguyên luôn đấy. Ờ, lát nữa các bạn sẽ cứ xem hết video, các bạn sẽ biết được là món tiếp theo của anh em mình hồi ngày hôm nay là cái món gì các bạn nha. Còn cái chân dê này làm lâu thì phải làm trước, làm xong rồi luộc qua, vứt đi cái nước đầu, rửa để cho nó sạch đúng không anh? Xong bắt đầu bóp thuốc bắc rồi làm cho đúng hương vị luôn. Hầm củi với con. Cái này là hầm với củi các bạn nhé, để nó có cái mùi hương vị của củi, có khói ấy, nó mới ngon được. Nếu các bạn ở thành phố thì thôi bỏ bếp ga cũng được, nhưng nó cái vị ngon của nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Mà chân dê đâu là cái món ngon nhất. Chân dê nó thì không mỡ. Ờ đúng đấy. Rồi nhớt dê... nó gọi là nó có cái nhớt thôi, cái nhớt để à, nó tốt lên. Nó hợp với khớp. Đúng rồi, bổ cho khớp. Các khớp gối, khớp chân, khớp tay. Ờ, hiện tượng khô khớp là ăn mấy cái này là tuyệt vời luôn. Chứ còn thịt thì thực ra là anh em là không thích ăn các bạn ạ. Thịt thì đời. Ờ, nhà anh Thủy hàng xóm của mình bên kia thì anh là chuyên cung cấp thịt dê cho các nhà hàng. Thịt thì đời. Chân dê này không nó nở lên. Nhà anh Cường thì bên này, nhà anh Thủy bên kia đó, anh em đều hàng xóm. Mà cái này uống rượu nó mới sướng anh nhỉ, uống rượu uống bia đều được hết. Nó nhâm nhi vài ly nó sướng lắm. Các bạn thấy không, sau khi chế biến sơ qua đây mới có một lần sơ qua các bạn nhá. Còn phải chặt ra này, lục qua vứt cái nước đầu này, xong cái bóp gia vị, bóp thuốc bắc. Xong rồi bắt đầu đun bằng bếp lửa các bạn nhá. Cái món chân dê này làm nói chung là cũng không phải vất vả chứ đâu. Không kỳ công lắm đâu, các bạn cứ xem qua video nhìn cách anh Cường làm là các bạn làm được. Còn lát nữa cái món thứ hai mới là đặc sản của Tây Nguyên, đậm chất Tây Nguyên luôn. Các bạn cứ theo dõi video các bạn nha. Cuối tuần thì anh em, anh Cường công tác về, được nghỉ. Ngày thứ bảy chủ nhật thì anh em cũng không có đi quán các bạn ạ. Ít đi quán là vì sao? Đi quán thứ nhất là bây giờ nồng độ cồn nhiều, nhất là huyện cứ rút của mình luôn. Công an đi thổi nồng độ cồn khắp nơi luôn, các quán nhậu là sợ lắm. Ăn xong là trận đầu đường bên kia vào đồi bừng bên này trận hết. Thứ hai nữa là sợ giao quán rồi. Thứ nhất công an, thứ hai là an toàn giao thông. Đi uống vào rồi say xỉn. Nên các anh em là cứ tổ chức ở nhà. Nhà mình sang anh có 50 mét đi bộ. Đó, mấy anh em hàng xóm vậy chơi thôi, ít đi quán các bạn.
Thế đây là chặt đuôi, chặt đuôi cái này này. Ừ. Trẻ quá. Trẻ quá đúng không? Chào các bác đi con. Chào các bác đi con. Hai anh chàng làm video với mình từ khi còn bé xí đó các bạn, không phải làm mà hai từ khi mình làm video YouTube á là các con đang bé xí mới đẻ luôn đấy. Được trước nhà mình một cây đào các bạn này. Có quả đào chín rồi mọi người này, thấy không? Hả? Quả đào chín này. Đã chưa? Ôi mềm rồi. Chiều hái vào cho con ăn. Hai cái mai. Cây hoa súng thì cực đẹp các bạn ạ. Hoa súng thì buổi sáng nó mà nở bung nhất đẹp. Đẹp gì đâu mà đẹp á, đến buổi chiều thì nó co lại như này. Một cái hoa súng này thì chơi được khoảng 4-5 ngày là nó sẽ tàn. Đấy, cái quang cảnh trước nhà mình rất là quen thuộc với các bạn. Trước hai cây hoa giới đẹp thôi rồi. Sau một hồi anh làm xong phải 30 phút đấy, 30 phút đến gần tiếng hồ ấy, thui xong được mấy cái này. Rồi anh tiến hành chẻ ra. Chân dê nhìn ngon quá. Thui xong cái này cái da nó thơm anh nhỉ. Nó thơm lên đúng không? Rồi làm thế này xong là mình còn luộc qua, mình vứt đi cái nước đầu, nói chung là rửa qua đó đúng không? Cho nó sạch. Da đi kia bớt đi cái mùi hôi của dê. Nhưng mà nói chung là thơm. Thui xong rất là thơm. Đấy, thấy chưa? To vậy luôn anh. Cho vô luôn. Bảo to vậy luôn à? Chặt to vậy. Không, to chứ không. À, ăn với sướng đúng không? Sướng. Xem nào, một con, hai con dê, ba con dê, bốn con dê, năm con dê, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 con dê. Hôm nay anh em mình ăn 15 con dê các bạn ạ. 15 cái đuôi là 15 con dê. Nhìn đã nhỉ. Ăn cái này thì quá đã. Đấy. Cái này là bỏ xả để luộc dứa các bạn nhá. Lát nữa không có bỏ xả nữa. Đây là quá trình anh em mình dứa bằng nước nóng. Bây giờ là bắc lên luộc sôi cái mới là mang ra dứa lại nước. Úi xời, một nồi đã không? Quá đã. Đây các bạn nha, các bạn nấu bất kỳ một cái gì các bạn cũng nên trườn qua thế này. Bình đây là vừa mới sôi đây. Đó, cái bọt bẩn này, quá trình mình chè nó ra sẽ là ra có cái bẩn ở trong kẻ đó. Đó, sẵn này xong rồi bây giờ anh em mang đi rửa. Rửa xong rồi vi vữ ướp gia vị các bạn ạ. Thế kỷ thứ hai, sắp thế kỷ 22 rồi, mình nhà mình vẫn dùng bếp củi các bạn nha. Đấy, vẫn giữ được cái truyền thống bếp củi. Đây, bắt đầu tiến hành ướp gia vị. Mùi chính bật nêm này. Nêm nhặt mới ra cho bố. Ui, cái món này là cái món đặc sản của anh em xóm mình đây. Chân dê và đuôi dê. Ướp thì cứ đơn thuần thôi. Bán được có hai cái bịch thuốc bắc cái nào bỏ vào. Bột ngọt. Đấy, bột ngọt đây. Bột canh, bột ngọt không? Điểm lại. Đấy, bột ngọt đây. Người chính đây. Tiêu này. Tiêu.
Rồi, tiêu bột ngọt đâu? Đấy, bột ngọt đấy. Có dầu hào không mày? Dầu hào không có đây. Đây có cái dầu gì nè? Cái này là cái gì? Cà gì? Đặc biệt của món này thì sẽ bó một tí mật mía các bạn nhé. Bó một ít mật mía. Cà ri bỏ tí mật mía và thuốc bắc. Đấy. Đấy, cái món này cũng phải có mỡ lợn các bạn nhá. Mỡ lợn, nếu mà không có mỡ lợn thì là dầu ăn. Dùng dầu ăn. Mỡ lợn này là mỡ lợn sạch đây. Nếu không có mỡ lợn thì chúng ta sẽ bỏ dầu ăn vào. Được đấy chứ nào. À. Rồi lên mắm. À. Đấy, mật mía đấy. Nếu chúng ta mà không có mật mía thì chúng ta thắng đường lên, đúng không anh? Đúng rồi. Đây là cái cách làm chân dê hầm thuốc bắc cũng chuẩn luôn các bạn ạ. Nhậu là nghiền thôi chứ các bạn. Cái này là nhậu là nghiền. Nhậu là thích luôn nhá. Rồi cho tí nước cho thì khi là nước sôi là mình nước sôi phải là mình húp giá giảm xem mặn thì mà nhạt. Nhạt thì bỏ thêm. Ừ, còn mặn thì là nguy hiểm chứ còn mà nhạt thì bỏ thêm này. Bỏ hai bịch luôn ạ. Hết luôn. Cái gì đấy? Như dầu ấm à? Ừ, đúng. Đúng? Ừ. Thả đi chứ. Các bạn thấy hấp dẫn không? Thế này là bây giờ đinh linh thôi các bạn. Nước anh Cường bỏ sắp thôi các bạn nhá. Để lát được nấu á, nó nước nó sệt thôi, đừng có đến nhiều nước. Chúng ta có thể nước để chập bánh mì, ăn với bún. Nói chung là bánh mì là ngon nhất. Còn cái này thì lát được cầm ra rút xương khao, u rượu sướng thứ rồi. Mà cái này thì nấu với nồi bếp củi thế này này, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nếu chúng ta nấu bằng bếp ga. Là thứ hai này là kinh tế các bạn, nấu củi thì đỡ tốn ga vậy thôi. Rồi, trở về với món chân dê. Thì chân dê này là nó, đấy. Nó rất đơn giản, nhưng mà khi luộc lên đây nó rút. Nó rút cái thịt nó lại. Rút cái thịt nó lại. Lát nó cầm cái xương nó, mút một phát, ui giời. Nó còn chừng 10-15 phút nữa được. Ok, anh đảo đi, đảo cho nó ngấm đều gia vị. Nhưng mà theo anh có nhạt tiếp. Nếu mà nhạt thì anh bỏ thêm, cái mặn thì khó chừa chứ nhạt thì anh bỏ thêm nêm thêm. Chú thêm lấy cái muối. Tôi hiểu mấy đại đang lên đường thì chết. À, chiều nay uống nước của em về lại đái trong Vin. Về làm được không? Thế thì khả năng để cho cái. Lại đái ra tiếp một cục nữa hôm nọ. Hôm nay nhà Hiếu chỉ ăn dê và thụt thôi các bạn ạ. Dê và thụt và uống rượu sâm cau. Ấy dê và thụt. Các anh ở hàng xóm ở đây, nhà Hiếu chỉ tổ chức hôm nay là anh em hàng xóm láng giềng hết. Toàn sáng đi con. Toàn những anh em chân quý ở đây, anh em làm từ buổi chiều đến giờ đấy. Các bạn thấy ngon chưa? Canh thụt thì mình đã chia sẻ cách làm rồi. Dê chân đuôi hầm thuốc bắc cũng san sẻ rồi. Anh cô sĩ ở đây cho chị em ngồi bên đó. Em bật hết điện rồi đấy. Tắt thì xong ăn. Cái này là dê và thụt đúng không? Có tí kia nữa thì ngon này. Tí kia này thì cũng để chế được ngon đâu. Mời các bạn. Không, tí hộp số. Đuổi cho hộp số vào. Cho hộp số vào hỏng ngay. Đầy đủ. Rồi. Chào mời các anh nhá. Mời mọi người. Chiến thế nào? Ngon này hả? Ăn thì ngon hơn rất thịt. Ngon. Anh nhá. Ngon. Rồi. Anh em xóm mình là vậy đấy, cứ cuối tuần thường hay làm cái món này. Mấy cái món được. Này làm lúc đầu nó hơi vất vả tí thôi nhưng mà ăn. Còn canh thụt để dự vời các bạn ạ. Đây canh thụt đây các bạn nha. Mình bình thường thức tí canh thụt này.
thưởng thức tí đấy. Đừng quăn quăn ra cái này. Không còn ở đâu. Để tối cho đỡ. Còn tối còn tối. Đây đây thưởng thức cái canh thụt mọi người. Hai con nhỏ đâu nó hiểu. Rồi cho nhờ cái đuôi này. Rồi vừa ăn rồi. Đắng cay. Canh thụt đặc sản của nó mới cay các bạn nha. Em mời các bạn đi nhỉ. Mời lên ạ. Tôi cảm ơn. Có bên trong cái thông hết rồi. Súng ống ngon rồi, súng ống. Nên là anh hiểu biết không, anh Cường lần này phải nhất định phải ăn dê và thụt là vì súng ống là ngon rồi. Nhật ơi, tối nay sang ngủ với em nhá, sang ngủ nhà chú này. Hả? Thì sang ngủ nhà chú cho nó tâm sự với hai em. Anh em hàng xóm ăn uống là cứ nói chuyện là xong sao. Điểm thứ tư lớp. Hôm nay là có bác Đô ở ngoài chợ vào nữa. Còn anh em đây là xung quanh xóm. Khá là nhiều video đưa lên rồi. Đơn giản đâu. Mời các bạn.